và lực sút chắc chắn khác so với những cầu thủ khác. Cú dứt điểm chúng tôi vừa nói xong, và Babelma với một cú dứt điểm không thể cản phá nổi. Cú ra chân có thể nói là quá tốt của Babelma, và màn chào hàng có thể nói là không thể ấn tượng hơn của tuyển thủ người Senegal. Chúng ta hãy cùng xem lại. Tưởng như là Quang Tình dứt điểm tình huống này, nhưng sau đó Quang Tình lùi về sau và Babelma là cầu thủ đã tung ra cú dứt điểm. Một pha dứt điểm không thể cản nổi.